Ở phần trước, chúng ta đã cùng nhau khám phá tổng quan thế giới Inuyasha. Đối với cộng đồng fan của bộ truyện này có một câu nói rất đỗi quen thuộc, đó chính là mọi người có thể không thích Inuyasha, không thích Kikyu hay là Kagome, nhưng chắc chắn là không thể không thích Sesshomaru. Tại sao lại có câu nói bá đạo đến mức hoa mỹ như vậy về một nhân vật? Ngày hôm nay, hãy cùng Anime Rewind tìm hiểu rõ hơn về Sesshomaru, một nhân vật quan trọng nhất nhì khiến cho bộ phim làm nên tên tuổi và kéo về một lượng fan đông đảo cho bộ phim này nhé. Cảnh báo một chút là video này sẽ có những chi tiết spoiler, nên là các bạn hãy cân nhắc kỹ trước khi xem. Thông tin tổng quan về Sesshomaru. Trong tất cả các tác phẩm của Rumiko, không một nhân vật nào có xuất thân kiểu chiếu trên ngay từ đầu như Sesshomaru. Anh được bà gán cho tất cả những cái nhất lên người, mạnh nhất, quyền lực nhất, đẹp trai nhất. Và Sesshomaru cũng là một đại khuyển yêu quyền năng, làm khiếp sợ cả thế giới phong kiến và danh hiệu chúa tể vùng Tây Nhật Bản. Sesshomaru là anh trai cùng cha khác mẹ với Inuyasha, men chính của bộ truyện, là con trai của cả Inunotasho, khuyển đại tướng của Tây Quốc. Đi cùng với anh là một con rồng hai đầu, Aun, một tiểu yêu hầu cận tên là Chaken và một cô bé loài người mồ côi tên là Rin. Sau này đã có thêm Kohaku, em trai Sango được Sesshomaru cứu khỏi tay bạch dạ mộng ảo. Một điều khiến cho độc giả và người xem không khỏi ấn tượng với nhân vật này đó chính là xuyên suốt bộ phim Inuyasha, thế giới chiến quốc cả người lẫn yêu đều xoay quanh những mảnh vỡ của Ngọc Tứ Hồn, thì chỉ có duy nhất Sesshomaru là người hoàn toàn tách biệt khỏi vòng xoáy đó. Sesshomaru không hề hứng thú với nó, thậm chí là anh còn chẳng cần nó để gia tăng sức mạnh. Anh khinh thường những kẻ bị Ngọc Tứ Hồn làm mờ mắt, tranh giết lẫn nhau để giành giật nó. Sesshomaru không chấp nhận bị bất cứ thứ gì điều khiển hay là chi phối, kể cả khi đó là viên ngọc tứ hồn. Trong khi cả thế giới chiến quốc điên đảo vì viên ngọc này, thì Sesshomaru lại chẳng xem nó ra gì và sẵn sàng giết bất kỳ ai dám lợi dụng anh cho mục đích riêng. Sesshomaru chỉ muốn đạt được sức mạnh bằng chính thực lực của mình mà thôi. Ngoại hình của Sesshomaru. Nhắc đến Sesshomaru không thể không nhắc đến ngoại hình, một yếu tố có thể gọi là chủ chốt khiến nhân vật này có một lượng fan vô cùng đông đảo, sức nóng ngang ngửa, có khi còn hơn cả main chính Inuyasha. Sesshomaru là nhân vật được đánh giá là đẹp trai nhất ở trong các bộ anime và manga của Nhật Bản. Tính theo tuổi ngoại hình nhân vật thì Sesshomaru 19 tuổi, nhưng tuổi thật theo các yêu quái đã lên đến vài trăm. Ngoại hình của Sesshomaru, anh có hai dạng là dạng người và dạng yêu. Với dạng người, lần đầu là ở tập 5, Sesshomaru có mái tóc dài màu bạch kim, mặt và tay đều có vằn đỏ tím, với hình vẽ mặt trăng lưỡi liềm màu xanh ở trán làm điểm nhấn. Sesshomaru chính là đại diện cho tầng lớp hoàng gia, vì thế trang phục của anh là kimono ống tay dài màu trắng cùng dây đai và giáp đi kèm. Đặc biệt hơn, đó chính là dải lông dài cũng màu trắng ở vai phải. Dây đai vàng cũng thể hiện đẳng cấp đế vương của Sesshomaru. Phải nói rằng Sesshomaru là nhân vật có trang phục với những chi tiết hoa văn cầu kỳ nhất phim. Anh chàng có vẻ ngoài vừa thể hiện đẳng cấp đại yêu quái, vừa thanh nhã, quý tộc. Khi ở dạng người thì nếu như các bạn để ý, nét mặt của Sesshomaru ở những tập cuối có sự thay đổi rõ rệt so với những tập đầu, thể hiện sự thay đổi tính cách của Sesshomaru. Khoảng đầu truyện anh đã được khắc họa là nhân vật phản diện, một yêu quái kiêu ngạo, lãnh đạm và khinh thường loài người. Thế nhưng mà càng về sau thì anh được đánh giá như một nhân vật chính diện. Điều này càng cho thấy rằng bà Rumiko đã vô cùng tinh tế khi gắn liền nét mặt với diễn biến tính cách của nhân vật. Với dạng yêu, lần đầu là ở tập 7, luôn có một quần sáng đỏ dạng lốc xoáy bao quanh Sesshomaru mỗi khi anh biến hình thành khuyển yêu. Hình dáng thật sự của anh là một con chó trắng khổng lồ cùng với những đặc điểm chi tiết vằn và mặt trăng xanh ở trán giống với dạng người. Vẫn có nét đặc biệt với chỏm lông trắng ở trên vai phải, điều này cho thấy rằng dải lông ấy là một phần cơ thể của anh. Ấn tượng nhất đó chính là đôi mắt đỏ ngầu ở dạng yêu kèm với hơi thở chứa chất độc cực mạnh khiến mọi thứ đều phải tan chảy, làm nổi bật lên quyền năng của một đại khuyển yêu vùng Tây Nhật Bản. Và ít ai để ý rằng xuyên suốt bộ phim, Sesshomaru chỉ biến hình đúng 3 lần. Lần tranh giành thiết toái nha với Inuyasha, lần gặp mẹ và lần đầu tiên anh đánh nhau với khúc linh Magatsuhi tập 7. Phải nói rằng khoảnh khắc anh biến hình khuyển yêu là vô cùng hiếm hoi vì ít có đối thủ nào đủ đẳng cấp để anh phải dùng 100% công lực. Khi ở dạng người thì Sesshomaru cũng đã vô cùng bá đạo rồi. Như đã nói ở đầu video, Sesshomaru là tập hợp những cái nhất của tác giả Rumiko. Vậy nên khi chúng ta nhắc đến kỹ năng và sức mạnh của Sesshomaru thì không có gì để bàn cãi. Sesshomaru đã được khẳng định là đại yêu quái mạnh nhất vào thời chiến quốc. Với giới hạn sức mạnh chưa được tiết lộ, bà Rumiko cũng từng chia sẻ Ses có sức mạnh ngang với Hercules. Một tay của anh mạnh bằng toàn bộ sức lực của Inuyasha.
Mặc dù phần lớn các tập, Sesshomaru chỉ còn có một tay. Anh đã bị mất một tay ở trong trận chiến với khuyển dạ xoa Inuyasha tập 7. Thế nhưng mà anh chàng vẫn dư sức áp đảo sức mạnh các yêu quái khác một cách dễ dàng. Ngoại trừ sức mạnh siêu khủng, Sesshomaru có 3 khả năng nổi bật. Thứ nhất, đó chính là khả năng dịch chuyển tức thời bằng cách bước vào một quả cầu năng lượng với ánh sáng xanh trắng, tập 96. Naraku đã từng nhận xét Sesshomaru là yêu quái hoàn hảo, vì thế dù rất muốn nhưng mà hắn ta không thể hấp thụ Sesshomaru vào cơ thể mình. Thứ hai, đó chính là anh còn có khả năng miễn nhiễm chất độc và chính cơ thể anh đang chứa độc chất và yêu khí thuộc hàng mạnh nhất. Không những thế, anh cũng đã từng dùng chất độc của mình làm tan chảy mũi tên thanh tẩy của Kagome. Và kết giới ở đỉnh núi Bạch Linh, Hakure cũng không thể ảnh hưởng được Sesshomaru. Anh chỉ không có khả năng đề kháng trước chiêu thức của Thiết Toái Nha, thí dụ như là phong thương. Và cuối cùng là khả năng hồi phục vết thương trong thời gian ngắn. Điển hình là trong trận chiến với Khúc Linh, Magaki, Sesshomaru đã bị thương nặng ở cánh tay phải. Thế nhưng mà khi biến thành dạng yêu thì yêu lực của anh đã tự chữa lành các vết thương. Ngoài 3 kỹ năng nổi bật trên, anh còn có thể bay bằng dải lông trắng ở trên vai phải. Thỉnh thoảng anh còn cưỡi đám mây bụi lấp lánh. Và vì anh là đại yêu quái chó nên Sesshomaru sở hữu các giác quan vô cùng nhạy bén. Anh có thể phân biệt người này với người khác, yêu quái này với yêu quái khác, ngay cả là bán yêu, chỉ bằng mùi hương mà thôi. 5 giác quan cơ bản nhạy bén là điều không thể bàn cãi. Thế nhưng mà đặc biệt hơn cả là giác quan thứ 6, cảm nhận yêu khí của kẻ khác và cảm nhận được cách dùng của vũ khí chỉ bằng một lần chạm. Nói đến đây cũng đủ cho thấy rằng danh xưng yêu quái mạnh nhất thời chiến quốc là vô cùng xứng đáng đối với Sesshomaru. Thế nhưng dù những điều đã kể ở trên có siêu phàm đến đâu thì điều khiến cho mọi người ấn tượng mạnh mẽ ở Sesshomaru có lẽ đó chính là đầu óc. Sesshomaru rất thông minh, trong khi Inuyasha thường lao vào tấn công theo cảm tính mà không hề tính toán thì trái ngược với người em trai Inuyasha của mình, phong cách chiến đấu của Sesshomaru vô cùng thông minh và tinh tế. Anh luôn phân tích điểm yếu của kẻ thù và tìm ra cách chiến thắng nhanh nhất và tốn ít sức lực nhất có thể. Vũ khí của Sesshomaru. Với 4 vũ khí chính, không một vũ khí nào là dư thừa. Thế nhưng mà ngay sau đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn về Thanh Thiên Sinh Nha, vũ khí nổi bật gắn liền với Sesshomaru trong xuyên suốt bộ phim. Nhưng tưởng chừng cũng là món vũ khí không phù hợp với hình tượng Sesshomaru nhất. Như các bạn đã biết, cả hai thanh Thiết Toái Nha và Thiên Sinh Nha đều được làm từ răng của Inu no Tasho. Trong khi Thiết Toái Nha có thể lấy mạng 100 yêu quái chỉ sau một lần vung kiếm, thì Thiên Sinh Nha lại hoàn toàn ngược lại. Nó có thể hồi sinh đến 100 sinh vật. Thiên Sinh Nha chính là thanh kiếm cứu chữa. Và chính vì thế nên ban đầu Sesshomaru rất ác cảm với Thiên Sinh Nha, cho rằng nó là đồ bỏ đi mà thôi. Tuy nhiên, khả năng hồi sinh của Thanh Thiên Sinh Nha thực chất là do nó có sức mạnh tiêu diệt những sinh vật không phải ở thế giới này, ví dụ như ma quỷ, linh hồn, thay ma, tên yêu quái Khúc Linh. Sau này, Sesshomaru đã dần chấp nhận và nhận ra những khả năng của Thiên Sinh Nha không chỉ dừng lại ở việc hồi sinh. Nó còn có khả năng thiết lập kết giới để bảo vệ tính mạng chủ nhân trong những tình huống nguy hiểm ở tập 35. Đẳng cấp hơn, chủ nhân của Thiên Sinh Nha còn có thể tự do ra vào cánh cổng địa ngục, nơi giao thoa giữa nhân gian và địa ngục mà không bị hóa đá ở tập 156. Ngoại trừ Kohaku thì cả Rin và tinh hầu Chaken đều đã từng được Sesshomaru dùng Thiên Sinh Nha cứu mạng và mỗi người chỉ có thể được Thiên Sinh Nha hồi sinh một lần. Thế nhưng mà một chi tiết nữa khiến người xem phải bất ngờ rằng Thiên Sinh Nha chỉ là một mảnh của Thiết Toái Nha và nhiệm vụ của Sesshomaru là hoàn thiện minh đạo, chuyển giao chiêu thức đó lại cho người em trai cùng cha khác mẹ của mình là Inuyasha. Và về sau, cuối cùng thì anh cũng hoàn thành tâm nguyện của cha mình. Với món vũ khí thứ hai được chính Sesshomaru yêu cầu vì muốn sở hữu một món vũ khí có thể đối đầu với Thiết Toái Nha, được tạo ra từ răng của tên yêu quái ngộ tâm quỷ bởi người thợ rèn Kanjibo, học trò của Totosai. Vì được tạo ra từ răng của tên ngộ tâm quỷ, một tên yêu quái đầy ác tâm, thế nên chỉ duy nhất Sesshomaru mới có thể có đủ sức mạnh để khống chế tà khí mà không bị yêu khí của nó khống chế. Mỗi đòn tấn công, sức mạnh của nanh quỷ tỷ lệ thuận với sự căm ghét mà Sesshomaru dành cho kẻ thù. Nói dễ hiểu hơn thì Sesshomaru càng ghét ai nhiều thì đòn đánh mà kẻ đó phải hứng chịu càng đau đớn. Món vũ khí thứ ba cũng là món vũ khí mới nhất của Sesshomaru, chính là Bạo Toái Nha. Đây là món vũ khí của chính Sesshomaru. Nó xuất hiện cùng với cánh tay trái của anh, cánh tay vốn dĩ đã bị khuyển dạ xoa Inuyasha chặt đứt. Nó có thể được xem là hiện thân của sức mạnh bên trong Sesshomaru. Bạo Toái Nha vô cùng lợi hại, nó có thể phóng ra luồng yêu khí cực mạnh có thể giết chết hàng nghìn yêu quái trong tích tắc và được đánh giá là mạnh hơn cả thanh Thiết Toái Nha. Và như Totosai đã nói, việc có được thanh kiếm của chính mình chứng tỏ Sesshomaru đã vượt qua cả cha mình và hoàn toàn giải thoát khỏi Thiết Toái Nha.
Để làm rõ hơn sự lợi hại của bạo tói nha, tác giả Rumiko đã tiết lộ bạo tói nha thậm chí vượt qua cả chiêu thức bộc lưu phá của thiết tói nha. Bá đạo hơn cả, vết chém từ bạo tói nha sẽ lan rộng và phá hoại lên toàn bộ cơ thể khổ chủ và không thể tự hồi phục. Vậy nên, nếu như bị chém bởi thú vũ khí này, dù là ai cũng phải ngay lập tức vứt bỏ phần cơ thể đó trước khi nó lan rộng sang các bộ phận khác. Tuy nhiên, dù lợi hại như thế, nhưng bạo tói nha hoàn toàn không thể hủy diệt được Ngọc Tứ Hồn. Vũ khí thứ tư không trực tiếp do Setsumaru sử dụng mà được giao cho tên hầu Jaken quản lý. Gậy có một đầu phụ nữ trẻ và một đầu cụ già. Ngay từ những tập đầu tiên thì chúng ta cũng đã thấy được vài khả năng của gậy đầu người. Ngoại trừ có thể triệu hồi được các yêu quái và phun lửa tiêu diệt kẻ địch từ đầu cụ già, thì nó còn là gậy chỉ đường để đến được mộ của cha Setsumaru, khuyển đại tướng Inunotasho và thanh thiết toái nha. Bằng cách cắm gậy xuống đất, nếu không phải đường cần tìm thì đầu người phụ nữ sẽ hú lên một tiếng thảm thiết và ghê rợn. Ngoại trừ 4 món vũ khí được công nhận kể trên, còn có một món vũ khí tự thân vận động thứ 5 của Setsumaru cũng vô cùng lợi hại. Đó chính là chất độc và móng vuốt của chính cơ thể, với chiêu thức roi độc, còn gọi là sợi dây ánh sáng, chỉ xuất hiện ở trong anime và độc hoa trảo. Như đã nói ở đầu video, ban đầu Setsumaru được xây dựng như một nhân vật phản diện, nhưng dần về sau, với rất nhiều chuyển biến, anh lại nghiễm nhiên trở thành một nhân vật được cho là chính diện. Setsumaru có vẻ ngoài lạnh lùng, ít nói, vừa toát lên vẻ quyền năng, vừa vô cùng quý tộc. Điều làm tôi điêu đứng nhất chính là chất giọng trầm ấm nhưng sắc bén, càng làm tôn lên khí chất cao quý ở trong anh. Nhắc đến Setsumaru thì bản tính nổi bật nhất có lẽ là tự cao tự đại. Có lẽ cả đời này anh chỉ kính trọng mỗi cha mình là khuyển đại tướng Inunotasho. Setsumaru có cách nói năng rất bá đạo, không thèm kiêng nể ai, kể cả mẹ của mình. Anh thường xuyên dùng đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất Watashi để thể hiện đẳng cấp cao quý của mình. Thí dụ như ta, Setsumaru, thiếu gia Setsumaru ta, Setsumaru này. Còn khi nói chuyện với người khác, Setsumaru gọi họ bằng một đại từ nghe rất chói tai là Kisama. Thí dụ như kẻ hạ đẳng nhà ngươi, kẻ đáng thương hại nhà ngươi, loại côn trùng hạ đẳng kia, với ngụ ý tỏ vẻ khinh thường đối phương. Tên hầu Jaken từng nhận xét rằng Setsumaru rất ít khi cười, mà một khi đã cười thì ắt sẽ là có chuyện động trời gì đó sắp xảy ra. Vì thế, Jaken cũng đã từng nói rằng ông sợ nụ cười của Setsumaru nhất, nên là thà anh đánh Jaken đi còn hơn. Thế nhưng thật sự thì tính tự cao tự đại của Setsumaru cũng có cái tích cực. Anh có tính tự chủ và tinh thần thượng võ rất cao. Anh luôn muốn đạt được mọi thứ bằng chính thực lực của mình. Đó cũng là lý do mà Setsumaru rất ghét bị điều khiển như con rối, lý do chính khiến anh thù ghét Naraku. Bên cạnh tính cách như trên thì bên trong Setsumaru còn ẩn chứa một lòng trắc ẩn sâu sắc đối với người khác. Điều này sẽ được thể hiện rõ hơn qua vài mối quan hệ nổi bật với Setsumaru. Đầu tiên là tên hầu Jaken, vô tình được Setsumaru cứu thoát khỏi tay một tên yêu quái khổng lồ nọ. Đơn giản vì tên đó xuất hiện ở trên đường mà anh đi ngang qua và anh cực ghét bị cản đường. Vì được cứu mạng và ngưỡng mộ trước sức mạnh của Setsumaru, nên Jaken đã từ bỏ gia tộc của bản thân để đi theo làm người hầu cho Setsumaru. Ban đầu thì anh cũng thờ ơ trước sự hiện diện của Jaken mà thôi. Thế nhưng mà về sau, Setsumaru đã giao cho Jaken cây gậy đồng người để Jaken quản lý và sử dụng. Điều này cho thấy là Setsumaru đã ngầm thừa nhận cho Jaken đi theo mình. Đây là lòng trắc ẩn được Setsumaru thể hiện theo cách rất riêng, mang đậm chất lạnh lùng, quý tộc của mình. Tiếp đến là với Kohaku, thành viên xuất hiện sau này và được cho là tạm thời. Kohaku được Setsumaru dùng minh đạo tàn nguyệt phá cứu thoát khỏi Byakuya, tay sai của Naraku. Sau đó thì cũng như Jaken, Kohaku đã gia nhập nhóm của Setsumaru và rất nhiều lần được anh bảo vệ. Những lần đấy, Setsumaru đều tỏ vẻ là miễn cưỡng. Thí dụ như là một lần khi bảo vệ cho Kohaku ở cháp 468, anh đã tỏ vẻ khó chịu trách rằng Kohaku làm anh mất thì giờ vô ích, thì ngay sau đó lại bảo đừng để làm mất nhau. Ý muốn nói Kohaku đi sát bên mình cho an toàn. Về sau thì khi mảnh ngọc tứ hồn trên lưng Kohaku bị khúc linh làm vấy bẩn, Setsumaru đã tìm mọi cách tấn công hắn để cứu Kohaku. Kết quả là đã khiến tay của anh bị thương nghiêm trọng. Qua đó ta có thể thấy Setsumaru không hề vô tình và lạnh lùng như những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Và đương nhiên, nhắc đến mối quan hệ đã giúp Setsumaru phần nào thay đổi bản thân thì không thể không nhắc đến một nhân vật khiến chúng ta vô cùng xúc động với sự ra đi của cô. Đó chính là Kagura.
Kagura đã ấn tượng mạnh mẽ với Sesshomaru khi anh đã làm một việc mà trước giờ chưa ai từng làm. Đó là anh đã làm trọng thương Naraku hay việc Sesshomaru dùng thiên sinh nha để đi thẳng qua cổng địa ngục. Đối với cô, người duy nhất trên thế gian có khả năng đánh bại Naraku chỉ có thể là anh. Một chi tiết khiến Kagura càng có cảm tình đối với Sesshomaru đó là có một lần cô lén đưa cho Sesshomaru một mảnh ngọc tứ hồn với điều kiện rằng anh phải giải thoát cô khỏi Naraku. Và hiển nhiên với tính cách của Sesshomaru, anh đã thẳng thừng từ chối và bảo cô rằng nếu muốn tự do thì hãy tự dựa vào sức của mình đi. Một cảnh phim được đánh giá là vô cùng xúc động và cũng thể hiện được lòng thương cảm. Một giai đoạn thay đổi của Sesshomaru, sự ra đi của Kagura. Trước khi cô chết, Sesshomaru đã đến gặp Kagura và bảo rằng anh đến đây là vì cô. Anh cũng thử rút thanh thiên sinh nha ra để cứu cô, nhưng không được. Khi đó, Kagura cũng bày tỏ sự mãn nguyện khi được gặp anh lần cuối. Một chi tiết chắc chắn đã lấy của độc giả và người xem cả lít nước mắt, đó là hình ảnh ngọn gió của Kagura khiến người xem không khỏi bồi hồi. Ngọn gió ấy quấn quýt bên Sesshomaru cho thấy anh cũng là người mà cô quyến luyến nhất. Đối với Sesshomaru, ban đầu anh không hề có cảm xúc gì với Kagura, thậm chí là cho dù cô có bị thương đi chăng nữa, anh cũng không có ý định cứu cô. Thế nhưng mà trải qua nhiều chuyện khiến anh hiểu hơn về cô, sau này cái nhìn của Sesshomaru đối với Kagura cũng đã dần thay đổi. Điển hình là trong trận đánh với Moyomaru, hắn đã xúc phạm đến cô, khiến cho Sesshomaru tức giận đến mức đánh vỡ áo giáp của y, đồng thời làm gãy thanh nanh quỷ của mình. Đối với Kagura, Sesshomaru đã bộc lộ sự cảm thương sâu sắc, và nhờ sự cảm thương đó mà Totosai mới quyết định sửa lại thanh thiên sinh nha cho anh, đồng thời dạy cho anh chiêu thức minh đạo tàn nguyệt phá. Cuối cùng, và cũng là cột mốc quan trọng nhất ở trong quá trình thay đổi của Sesshomaru, chính là cuộc gặp gỡ với Rin, tập 35. Sau khi nhận đòn phong thương trực diện từ Inuyasha, nhờ có sự bảo vệ của thiên sinh nha, Sesshomaru bảo toàn được tính mạng và tạm thời anh trú ẩn ở trong rừng để dưỡng thương. Cũng vào lúc này, anh gặp Rin, một cô bé loài người. Ban đầu cô vô cùng rụt rè và e sợ trước Sesshomaru, nhưng sau khi lấy lại can đảm thì hàng ngày cô đều đưa thức ăn và nước uống đến chỗ Sesshomaru, mặc dù anh luôn tỏ vẻ khinh miệt và không muốn ăn thức ăn của con người. Một ngày nọ thì Rin bắt trộm cá từ cái ao của dân làng và bị đánh cho bầm dập. Thế nhưng mà dù bị đánh đến như vậy, cô vẫn đi đưa thức ăn cho Sesshomaru. Khi anh thấy những vết thương ở trên mặt cô bé, Sesshomaru đã bất giác hỏi về nó. Điều mà những tưởng một kẻ lạnh lùng như anh sẽ chẳng hề quan tâm. Ngay khi cô bé cười rạng rỡ vui mừng vì đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến mình từ sau khi gia đình cô bị sát hại, thì Sesshomaru ngay lập tức bối rối và chối bỏ sự quan tâm ấy bằng sự lạnh lùng rằng đó chỉ là buộc miệng mà thôi. Sau khi cô bé vui vẻ về làng thì cũng là lúc Kuga dẫn đàn sói của mình truy bắt kẻ trộm ngọc tứ hồn. Rin bị vài con sói rượt đuổi và cắn chết. Ngay khi nghe thấy mùi máu của Rin, Sesshomaru đã đoán ra được mọi chuyện. Ban đầu thì anh đã tính bỏ đi rồi, thế nhưng mà ngay khi nụ cười rạng rỡ của Rin hiện về ở trong tâm trí thì Sesshomaru đã quyết định rút thanh thiên sinh nha ra để cứu cô. Từ diễn biến trên, ta thấy sự chuyển biến lớn trong tính cách và cử chỉ của Sesshomaru, đặc biệt là đối với Rin, một cô bé loài người. Bằng chứng rõ nhất là khi Rin tỉnh dậy, anh đã cho cô ngồi lên đùi của mình, cho dù trước đó ai ai cũng biết Sesshomaru vô cùng khinh miệt và căm ghét loài người. Sự thiên vị với Rin càng ngày càng rõ hơn, khi anh không bao giờ thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô bé, mà còn có chút dịu dàng khi đối thoại với cô. Rất nhiều bạn đã quên rằng cái tên Aun, thú cưỡi của Sesshomaru là do Rin đặt, mặc dù cái tên khá trẻ con nhưng mà anh vẫn chấp nhận và đồng ý với cái tên đó. Một vài tập chứa các chi tiết cho thấy sự quan tâm, yêu thương và lòng trắc ẩn của Sesshomaru được bộc lộ và phát triển khá rõ ràng. Thí dụ như, ở tập 81, Sesshomaru đã dừng truy đuổi Naraku để cứu Rin. Lúc bấy giờ, cô bé sắp bị Kohaku giết chết. Ở tập 96, Chaken bị trúng trùng độc. Rin đã không ngại nguy hiểm để đi tìm thuốc giải cứu Chaken, nhưng không may là cô bé bị trượt chân và ngã xuống vách núi. Và không ngoài dự đoán, Sesshomaru đã kịp thời cứu lấy cô bé. Thậm chí là anh còn ân cần đặt cô bé lên lưng Aun và đưa thuốc giải cho Chaken. Còn rất nhiều chi tiết khác, nhưng có lẽ đặc biệt nhất là tập 176, khi Rin bị bắt đến minh giới, cơ thể cô bé bị hao mòn cho đến chết. Khi nhận ra bản thân không thể cứu được Rin, anh đã đau đớn ôm Rin vào lòng, thậm chí còn buông bỏ thanh thiên sinh nha. Thiên sinh nha, tôi đã để em chết chỉ vì thứ này.
không có thứ gì xứng đáng để đổi lấy mạng sống của Rin. Điều này đã cho thấy rằng anh xem Rin còn quan trọng hơn cả sức mạnh và quyền lực. Sự thay đổi của Setsumaru đã khiến mẹ của anh bất ngờ. Bà đã bảo anh nên học về khát vọng mong mỏi và nỗi thống khổ khi mất đi người mình yêu thương. Nhưng cuối cùng, bà đã phá lệ để cứu người con gái mà con trai mình yêu. Bà đã cứu Rin và không quên nhắc nhở Setsumaru rằng sẽ không có lần thứ hai. Ý muốn nhắc anh nên trân trọng sự sống của người bên cạnh mà đừng tự cao tự đại cho rằng có thiên sinh nha thì muốn cứu ai cũng được. Chi tiết cuối cùng đó chính là việc Setsumaru đồng ý chuyển giao Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá cho Inuyasha, cũng được xem là một cột mốc quan trọng trong sự chuyển biến nhân cách của Setsumaru cũng như là trong mối quan hệ giữa hai anh em. Mặc dù bản thân đã bị đả kích trầm trọng, thế nhưng mà anh vẫn quyết định rũ bỏ ám ảnh về thiết toái nha. Vậy thì sau tất cả, Setsumaru tốt hay xấu đã có câu trả lời quá rõ ràng. Đây là một nhân vật được tác giả Rumiko xây dựng quá đỗi hoàn hảo và hay ho. Ban đầu, trong một lần phỏng vấn, bà Rumiko đã tiết lộ Setsumaru không phải mô típ nhân vật mà bà yêu thích. Nhưng cuối cùng, bằng một cách thần kỳ nào đó, Setsumaru lại trở thành nhân vật được mọi người yêu thích nhất nhì ở trong bộ phim. Nếu như thời đó các bạn đã quá quen với mô típ nhân vật anh hùng chính nghĩa đánh bại kẻ xấu, thì nhân vật Setsumaru đem lại cái nhìn hoàn toàn mới mẻ. Một vai phản diện mang sức mạnh và quyền năng khủng khiếp, nhưng cuối cùng lại dần trở thành chính diện một cách hoàn toàn thuyết phục. Setsumaru xuyên suốt bộ phim luôn thể hiện bản thân một cách vô cùng đẳng cấp, không bao giờ bị cuốn vào vòng xoáy Ngọc Tứ Hồn, luôn theo đuổi mục tiêu đến cuối cùng bằng chính thực lực của bản thân. Và cuối cùng, đương nhiên là anh cũng đã hái quả ngọt khi đã tự bộc phá sức mạnh bản thân và có cho riêng mình thanh kiếm Bạo Toái Nha, được đánh giá là còn uy lực hơn cả Thiết Toái Nha mà anh hằng mong ước. Bên cạnh sức mạnh thì tình yêu thương, lòng trắc ẩn của anh cũng đã được chuyển biến và thể hiện rất mượt từ đầu cho đến cuối bộ phim. Cũng như cuộc sống của chúng ta, có rất nhiều người bị mọi người đánh giá và gắn cho cái mác là người xấu. Thế nhưng mà những người xấu đó, thực chất trong thâm tâm họ vẫn chứa đựng những cái tốt mà không phải là ai cũng có thể nhìn thấu được. Có những người sẽ bị cuốn theo dòng xoáy cuộc đời mà tiếp tục lựa chọn với cái mác người xấu. Thế nhưng mà bên cạnh đó cũng sẽ có những người như Setsumaru dần dần nhận ra, thay đổi bản thân theo hướng tích cực hơn và động lực to lớn khiến họ thay đổi, có lẽ đó chính là tình yêu. Như Setsumaru chẳng hạn, có được tình yêu và sự thấu hiểu của cha mẹ thông qua di chúc của cha và lần cứu Rin của mẹ. Tình anh em với Inuyasha thông qua rất nhiều chi tiết Setsumaru không hề thật sự muốn xuống tay giết chết Inuyasha dù có cơ hội và ngược lại. Đặc biệt hơn cả là tình yêu của Rin, người đã chấp nhận bản ngã và ngoại hình của anh mà luôn bên cạnh. Và đương nhiên là mọi thứ đều được đền đáp xứng đáng bằng tình yêu thương của Setsumaru. Và cũng như Anime Rewind luôn nhận được sự ủng hộ và niềm yêu thương của mọi người, là nguồn động lực to lớn cho các content creator chúng mình liên tục học hỏi, tìm tòi và ra thật nhiều video hay ho, bổ ích và chất lượng cho tất cả các bạn. Mong rằng thời gian tới thì các bạn vẫn sẽ dành sự yêu thương và cùng nhau đóng góp, phát triển cùng chúng mình nhé. Một lần nữa cảm ơn và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. See ya!